shop điện tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ok. Nên là thời buổi này anh em phải có làm mới có ăn thôi anh em. Phải có làm mới có ăn thôi. Chứ không làm mà anh em muốn có ăn là hỏng không được. Nói vậy chứ anh em mình cũng mệt mà. Đấy. Nãy giờ live cũng mệt mà thì ngày hôm nay sẽ chiến đấu với anh em ở bên Nono Live. Chiến đấu đến mấy giờ đây? Từ. Thôi cứ live đi anh em, khi nào hết pin thì mình sẽ nghỉ. Chắc là cũng offline xíu xong là dành thời gian còn lại nạp pin mà anh em, xong lại tiếp tục lên sóng mà. Nên là anh em hãy cứ yên tâm mở kẹo nhá các bạn nhá. Không hiểu sao mình hát bình thường nghe còn được, mình cứ hát với nhạc là mình kiểu bị díu lại hết đấy. Lần đầu anh thấy anh yêu lòng, lần đầu tiên anh thấy em biết trân trọng, vài giọt nước mắt đã rơi âm thầm chúng ta đều giấu. Thôi nghỉ đi anh em, anh quên cái vụ hát đi, anh em cứ bảo mình hát đi. Hỏng, nói chung là hỏng hết bánh kẹo, không có hát hò gì cả anh em ấy, hát là hỏng. Sẽ qua vả nó thôi anh em ơi, làm sao để nó sống dai được. Đây rồi. Phải cả trời, mày đứng lại mày. Mày đây à, thằng kia đứng lại. Nào, nó sợ mình à? Vãi cả trưởng, cái thể loại gì đây? Nó sợ mình anh em ạ, không biết là cái thể loại gì nữa. Nó cứ đứng chơi với cái kiểu đấy. Được rồi, ok anh em ơi, quần máu đã nào. Và chuẩn bị, let's go nào anh em. Ok. Ôi bây giờ có hai đứa này. Để bây giờ mình xem, mình xuống dưới mình săn hai đứa thôi anh em ơi. Đu cái cáp treo cho nó lẹ. Hợp lý nhờ. Quá hợp lý luôn. Rồi thôi nhảy xuống. Nhảy xuống tầm này cũng mất máu phết anh em ơi, nó hút máu như kiểu cố tích vậy. Ok, nhưng mà anh em đu thêm tí nữa là có khi là anh em không còn mạng đâu, nên là nhảy sớm nó tốt hơn. Vãi cả trưởng, hỏng rồi anh em ơi, mình không có bông keo hỏng. Mình không có bông keo hỏng hết cả bánh kẹo rồi, thằng kia, nó đang đứng sau gốc cây này. Mình không có bông keo hỏng hết cả bánh kẹo rồi. Anh em ơi, thằng kia. Cái đậu xanh này. Đứng lại. Chú định láo với anh à? Em ơi, ai đây. Làm sao? Ra ngoài này. Ai lại giúp như con gì thế kia? Ai lại giúp thế hả em ơi? Úi dồi ôi, chơi game mấy khi mới chơi game gặp idol sĩ kẹo mà lại giúp thế là hỏng. Hỏng luôn. Không được. Không thể chấp nhận được anh em ơi. Nó có AWM này. Mình chơi luôn cũng được rồi. Quất luôn AWM anh em. Rồi nhá, hợp tí. Lên đường. Từ từ mình còn máu cái đã. Anh em tha hồ chỗ để anh em lượng máu này. Đấy, còn máu. Thế nó nằm ngay góc này. Nó ngồi ngay góc này thôi. Cái đậu xanh. Làm gì đấy? Chú dọa ma anh à? Ui, anh lại sợ chú quá cơ. Nó dọa ma mình anh em ơi. Cái thằng này. Hạt bụi nào. Hóa kiếp thân tôi. Cả mấy thằng rơm này thì kẹo không sợ đâu anh em. Ok này, let's go này. Em trúng nhiều á, gửi một email được không anh? Anh em ơi, từ qua đây. Cái ghost code thì mỗi bạn chỉ nhận được một lần thôi anh em ơi. Nhận một lần nhá, còn cơ hội dành cho những bạn khác nữa mà. Ten ten. Đậu xanh. Nó ở đâu đây anh em ơi? Ở trên này à? Không phải, không có cơ. Mình vừa check xong ở trên đấy nó lại không có. Thì có lẽ là chúng nó ở trên à? Nóc xưởng à? Nóc xưởng mình nghĩ cũng không. Thôi vào hẳn trong đi. Vào hẳn trong luôn chứ kẹo thì ngại gì đâu hả anh em. À bên này, trong này. Trong mấy cái thùng này này. Đây rồi. Cái đầu. Gáy đi em. Ngáo đến thế là cùng anh em ấy. Một thằng gáy vì vỡ đầu này.
Làm sao nó? Máu cực kỳ nhiều luôn anh em ơi, 13 túi máu này anh em thấy gắt chưa? Các bạn thấy đủ gắt chưa? Chúng ta lên đường thôi. Sẵn sàng trên tay cầm AWM nhá, đứa nào láo là cho nó vỡ sọ luôn. Rồi nha anh em, let's go. Để mình lên trên cổng trời nào các bạn nào. Ok ok, bây giờ lên trên cổng trời nhá anh em, chờ xíu. Đứa nào láo thì chắc chắn là sẽ xanh mộ với kẹo rồi. 10 thần nữa, chuyện này nó cũng đơn giản thôi. Anh em cứ chơi từ từ này, gặp nó gáy là anh em quất cho nó xanh mộ, cho nó lên bảng, cho nó sợ. Tên tên, không có. Ở đây có một con xe quân đội, có vẻ như là hơi bị thừa thãi. Chắc là có người trên này à? Mình cũng nghĩ là vậy thôi, không chắc. Xuống dưới thôi anh em ơi, xuống dưới thôi. Mình đang đi theo cái kiểu gọi là lơ ngá lơ ngơ, đây là xuống dưới cái. Người đâu? Người đâu? Chưa thấy người đâu cả. Mỗi thính thôi. À đậu xanh, chỗ này có người, chỗ này có người. Anh em ơi, chuẩn bị có đứa vỡ đầu, chuẩn bị có đứa vỡ đầu nhá. Nó vào trong nhà rồi. Được. Hay lắm. Nó vào trong nhà anh em ơi, mình hâm lên máu, mình cột máu đã. Nhiều máu để làm gì anh em, để cột máu thôi. Ngại gì đâu. Ok ok ok. Lần này qua xảy nó được rồi anh em ơi, thằng này không vỡ đầu, hơi phí. Kiểu gì nó cũng chết anh em ạ. Ngáo này. Ngáo lâu chưa em ơi. Vỡ đầu thế nó mới sợ chứ anh em, sợ chưa? Hay là bảo không sợ đi. Hay là bảo là không sợ đi. Hú ra cơ. Đồ ngon thế này, ngồi thủ nhà hơi bị phí. Đi anh em, 6 thằng nữa. Đứa nào qua đây, đứa nào qua đây. Câu này à? 129 máu nha. Đậu xanh này, gãy, thế thôi. Thanh niên, tuổi gì? Nó tưởng chơi mình mà dễ. Khổ thân. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao để qua như đúng rồi anh em ơi. Chịu rồi. Nghĩ sao thanh niên để qua như đúng rồi. Thế mình cũng chịu rồi. Không hiểu nó nghĩ gì nữa. Đàn đạn căng đét thì AWM với cái quay lượng thêm một keo, lượng thêm một keo. Với cái tay súng 3, à đâu, với cái băng đạn 3 thì AWM nó sẽ nạp được tối đa. Đấy là 8 viên đạn một băng nhá anh em nhá. Người đâu? Còn có 4 thằng nữa thôi à? Đi các bạn ơi, anh kẹo có vợ chưa vậy? Anh làm gì có vợ đâu. Người yêu còn chưa có đâu, đưa ra vợ. Trên tròi thôi. Chúng nó ở ngay trên tròi. Cái đậu xanh thế kia. Cái đậu đâu? Chơi kiểu ngáo thế nhỉ? Được rồi. Đậu hồn em ơi. Mình thấy nó rồi nhá, mình thấy nó rồi nhá. Nó ngồi ngay góc kia. Để qua anh em. Làm gì đấy? Láo với kẹo. Dăm ba cái thằng này. Cho lên bản số hết, còn hai thằng cuối. Ngồi tròi cơ, anh lại sợ có chú quá nhở. Có hai thằng nữa này. Để mình lỡ lờ ra ngoài để coi. Hello. Không có. Vào trong các bạn ơi. Ở ngoài có thấy người đâu. Cứ vào trong cái đã. Đậu xanh này không thấy người thì là coi như hỏng luôn. Đúng rồi, người đâu. Loanh quanh khu này kiếm người có vẻ là hơi bị khoai nhỉ. Mình chưa kiếm được đâu ra cơ. Từ từ anh em ơi. Let's go, qua bên này. Lái xe hơi ngáo tí, nhưng được cái nhà nhiều máu anh em. Nhà nhiều máu để làm gì đấy, nhà có điều kiện mà anh em, lo gì. Đứa nào ở đây? Gáy đi các em ơi. Nào, gáy đi các em.
gáy mạnh lên nào. Ở đây một đứa. Gáy mạnh đi nào em ơi, gáy mạnh lên, gáy mạnh lên. Gáy mạnh lên em ơi. Gáy mạnh lên nào, gáy mạnh lên nào, gáy mạnh lên nào. Thằng cuối đến cuối. Gáy mạnh lên. Anh bảo gáy mạnh lên mà không nghe này. Cái kết này, thanh niên này không gáy mạnh này. Một đứa chỉ qua đây, một đứa chỉ qua đây. Rồi cứ qua đây. Qua đây mà gáy này. Qua đây mà gáy này. Qua đây mà gáy này, qua đây mà gáy này, qua đây mà gáy này. Lên bảng, xong. Dăm ba thẳng rơm rơm này. Ui dồi ôi. Chỉnh các chúng mà đòi anh. Đấy, đòi ăn anh thì hơi bị lâu đấy. Hơi bị xa đấy. Có một mấy kill. Ten ten. Ok ok này. Yes. Được cộng 15 điểm. Và chúng ta có 10 kill top 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.